Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh QS News Khí tài quân sự. Mới đây, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đã tung ra bản báo cáo mới nhất về thị trường mua bán vũ khí thế giới giai đoạn 2019 đến 2023, trong đó các số liệu của Việt Nam là rất đáng chú ý. Theo đó, từ một quốc gia luôn là top mua vũ khí nhiều nhất của Nga trong 5 năm trở lại đây, Việt Nam đã giảm mạnh các hợp đồng mua vũ khí và đến năm 2023 thì gần như không mua thêm bất cứ món hàng nào. Ngoài ra, Israel vốn là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai của Việt Nam, cũng không bán bất kỳ loại vũ khí nào cho Hà Nội từ 2 năm qua, dù nhà nước Do Thái đã tăng xuất khẩu thiết bị quân sự. Trong thời gian này, Việt Nam cũng đàm phán với nhiều nhà cung cấp khác, trong đó có Ấn Độ, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa Séc, nhưng không đạt được thỏa thuận quan trọng nào. Dựa theo bản báo cáo này, nhiều tờ báo quốc tế đã đưa ra đánh giá về tình hình mua bán vũ khí của Việt Nam trong 5 năm đổ lại đây. Trong đó, tờ Reuters có bài viết với tựa đề "Nhập khẩu vũ khí của Việt Nam giảm đến mức nhỏ giọt bất chấp căng thẳng khu vực". Vậy, việc Quân đội Nhân dân Việt Nam đột ngột giảm nhập khẩu khí tài quân sự có phải là điều xấu hay không? Hay lý do nào khiến Việt Nam không tiếp tục mua vũ khí từ các quốc gia khác? Mời quý vị và các bạn cùng đi tìm câu trả lời ngay trong video ngày hôm nay của kênh QS News Khí tài quân sự. Trước khi vào nội dung chính, mong các bạn dành vài giây đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo nhé. Nhận định về tình hình hiện tại của quân đội Việt Nam, tờ Reuters viết, dù có ngân sách hơn 1 tỷ đô la hàng năm để mua sắm vũ khí, thiết bị quốc phòng, nhưng Việt Nam lại không có bất kỳ hợp đồng lớn nào trong năm 2023, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Vụ chuyển giao lớn duy nhất trong năm ngoái là Ấn Độ tặng một tàu hộ tống cũ cho Việt Nam. Do vậy, năm 2023 trở thành năm mà nhập khẩu trang bị quân sự của Việt Nam ở mức thấp nhất kể từ năm 2017. Không tính năm 2020, khi dịch Covid-19 hoành hành, dẫn đến chuyên gia Reuters cho rằng, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Đài Loan và Trung Quốc, cùng với các vụ va chạm thường xuyên ở Biển Đông giữa tàu Trung Quốc và tàu các nước khác trong khu vực, Việt Nam đang thiếu những vũ khí đủ hiện đại để tự bảo vệ bản thân trong một cuộc xung đột quy mô lớn. Ông Kurt Thayer, chuyên gia cấp cao về an ninh Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc cho biết, sự chênh lệch về sức mạnh quân sự thông thường sẽ gia tăng theo hướng có lợi cho Trung Quốc nếu Việt Nam tiếp tục kéo dài thời gian trì hoãn nhập khẩu vũ khí hiện đại. Các Thayer và các chuyên gia khác cũng cho biết Việt Nam chủ yếu cần tàu chiến, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái. Theo báo cáo năm 2019 của Bộ Quốc phòng, quân đội Việt Nam đang vận hành các hệ thống phòng không được nhập khẩu từ Nga và Israel. Một số hệ thống trong đó đã được giới thiệu lần đầu tiên từ cách đây hơn 30 năm, tức là đã quá lạc hậu, cần phải được thay mới. Việt Nam cũng đang cố gắng cải thiện ngành công nghiệp quốc phòng của mình, nhưng vẫn không thể sản xuất được vũ khí cỡ lớn như máy bay hay tàu chiến, do vậy nhập khẩu vẫn là con đường duy nhất lúc này. Một nhà nghiên cứu cấp cao khác tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm thì cho biết, việc thiếu các giao dịch vũ khí có thể là do còn có nhiều khó khăn trong quá trình đàm phán, trong khi Việt Nam phải xem xét các đề xuất khác nhau. Theo dữ liệu, Nga, nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam trong nhiều thập niên đã giảm đáng kể số lượng vũ khí xuất khẩu. Hà Nội cũng không thể thanh toán hợp đồng mua vũ khí với Nga vì sẽ bị xem là vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Việt Nam đã tổ chức triển lãm quân sự quốc tế lần đầu tiên năm 2022 và công khai tuyên bố rằng họ muốn đa dạng hóa nguồn cung ngoài Moscow. Nhưng các cuộc đàm phán với những nhà cung cấp tiềm năng khác vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng. Việt Nam tìm tới các đối tác mới nổi bao gồm Ấn Độ, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Cộng hòa Séc, nhưng không có thỏa thuận lớn nào được ký kết. Trong khi đó, Việt Nam đang dựa vào ngoại giao để duy trì quan hệ tốt đẹp với các siêu cường, nhưng các chuyên gia vẫn cho rằng nếu không thể tìm kiếm được một bản hợp đồng chuyển giao vũ khí lớn, Việt Nam sẽ rất dễ bị tổn thương nếu xung đột đổ ra, nhất là trên Biển Đông. Đó là toàn bộ bài viết trên trang Reuters. Tóm lại là, các chuyên gia đều cho rằng 5 năm qua Việt Nam đã giảm đáng kể nhập khẩu vũ khí hiện đại. Cho đến năm ngoái thì không hề có một hợp đồng nào đáng kể được ký kết. Và đây là hồi chuông báo động vì tình hình Biển Đông hiện nay rất căng thẳng. Xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào và Việt Nam cần vũ khí để tự bảo vệ mình, thay vì chỉ dựa vào quan hệ ngoại giao với các cường quốc. Đầu tiên phải công nhận rằng, đây là tình hình thực tế của quốc phòng Việt Nam trong nhiều năm qua. Trước đây, Việt Nam là một trong 20 quốc gia mua vũ khí lớn nhất thế giới,
ngân sách nhập khẩu vũ khí hàng năm của ta ước tính khoảng 1 tỷ đô la và không ngừng tăng lên qua các năm. Hầu hết số tiền đó được chuyển đến Nga, quốc gia trong nhiều thập kỷ qua là nhà cung cấp vũ khí và hệ thống phòng thủ chính của Việt Nam. Điều đó khiến Việt Nam trở thành một trong những khách hàng mua vũ khí hàng đầu của Nga. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây thì điều này đã thay đổi. Việt Nam đã tìm kiếm nhiều đối tác tiềm năng hơn để đa dạng hóa nguồn cung. Việc này đòi hỏi một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, vì quân đội Việt Nam đã quá quen thuộc với việc vận hành dòng vũ khí hệ Liên Xô Nga. Việc tích hợp vũ khí châu Âu hay Mỹ vào sẽ là vấn đề lớn. Ngoài ra, thì một lý do nữa khiến cho Việt Nam không chốt hợp đồng lớn nào trong 2 năm qua, có thể là do các nhà lãnh đạo đang muốn quan sát tình hình thế giới, nhất là từ cuộc chiến Nga-Ukraine. Việc mua sắm vũ khí của thế giới nói chung và của cả Việt Nam nói riêng sẽ có những thay đổi lớn sau cuộc xung đột này. Các nước sẽ được biết món vũ khí nào là cần thiết cho cuộc chiến dài hơi, món nào đã cũ lỗi thời và món nào không thực sự mang lại hiệu quả cao. Rất có thể có những thứ mà trước đây quân đội ta luôn ao ước có được, nhưng nay nhìn vào thực tế thì chúng cũng không đáng để đầu tư. Ngược lại, có những món mà trước đây ta đánh giá chúng không cao, nhưng nay chúng lại có màn thể hiện ngoài sức mong đợi trên chiến trường. Một cuộc chiến tranh thực tế như ở Ukraine sẽ cung cấp cho các nhà hoạch định của ta rất nhiều thông tin để hiện đại hóa quân đội theo đường hướng chính xác. Dựa vào những thông tin đó, việc mua bán vũ khí của ta sẽ hiệu quả hơn do tập trung đúng nguồn lực cho những món đã chứng tỏ được giá trị trong thực chiến, chứ không cần mua sắm dàn trải. Chúng ta đã có một quãng thời gian hơn chục năm đầu tư hiện đại hóa quân sự theo những kinh nghiệm cũ của chiến tranh Iraq, Afghanistan. Nhưng giờ đây thực tế chiến tranh Ukraine đang phủ định nhiều kinh nghiệm của 2 cuộc chiến trước. Cho nên, con đường hiện đại hóa quân đội của Việt Nam cũng cần có thời gian để thay đổi thích ứng. Nhìn theo góc độ này thì việc nhập khẩu vũ khí của Việt Nam năm 2023 giảm về không cũng không hẳn là điều gì đáng lo ngại. Đây chỉ là một quãng thời gian chậm lại để tính toán kỹ càng hơn trong quá trình hiện đại hóa quân đội Việt Nam mà thôi. Ngoài ra, việc nhập khẩu vũ khí nước ngoài cũng là để mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất vũ khí trong nước thể hiện mình. Trước đây, ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam chủ yếu sản xuất những phương tiện vũ trang và vũ khí hạng nhẹ, chẳng hạn như là tên lửa chống tăng, súng phóng lựu và súng máy. Nhưng nay Việt Nam đã bắt đầu phát triển nhiều hệ thống công nghệ cao hơn, bao gồm máy bay không người lái, radar, tên lửa chống hạm, thường là hợp tác với các công ty nước ngoài. Bên cạnh đó, quân đội ta đang cố gắng phấn đấu làm chủ thiết kế công nghệ nền, công nghệ lõi, gia tăng nội địa hóa vũ khí, trang bị và sản phẩm quốc phòng. Triển khai hiệu quả chương trình đề án dự án hậu cần kỹ thuật công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự, đây là những vấn đề rất mới, rất khó, bởi vậy sẽ cần sự quyết tâm cao. Việc nội địa hóa vũ khí là con đường mà ta cần theo đuổi về lâu về dài, đồng thời việc công nghiệp quốc phòng trong nước đã chế tạo được những khí tài thế hệ mới nhất là phòng không không quân, cũng phần nào lý giải cho việc Việt Nam trong giai đoạn này ít nhập vũ khí mới, và những vũ khí đã mua từ nước ngoài trước đó về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn ngắn hạn sắp tới. Cuối cùng, chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng vì thông tin Việt Nam giảm nhập vũ khí, bởi vì ít mà chất, đẳng cấp mới là điều cần phải bàn. Tuy số lượng thỏa thuận mua sắm mới ít, nhưng sự thật thú vị là các vũ khí Việt Nam đặt mua đều là những loại hiện đại nhất, được các chuyên gia quân sự thế giới đánh giá cao về mức độ hiện đại, với những đặc tính kỹ thuật chiến thuật vượt trội so với vũ khí cùng loại. Ví dụ như hợp đồng mua xe tăng T-90S mới của Nga, hợp đồng mua tổ hợp tên lửa phòng không Spider của Israel, hay là một số loại radar cảnh giới nhìn vòng tiên tiến như là LM-2288R. Những vũ khí mua sắm mới đã được phân bố đều cho tất cả quân binh chủng, thay vì chỉ tập trung cho hải quân và phòng không không quân như trước đó. Xu hướng có thể thấy rõ là lục quân Việt Nam đã bắt đầu được trang bị một số vũ khí mới thực sự hiện đại, tất nhiên là với số lượng vẫn còn tương đối ít. Vừa rồi là toàn bộ nội dung video lý giải về việc Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không tiếp tục nhập khẩu vũ khí trong vài năm trở lại đây, theo quan điểm của kênh QS News Khí tài quân sự. Theo bạn, liệu có còn lý do nào khác để giải thích cho vấn đề này? Hãy cùng nhau chia sẻ để thảo luận với mọi người bên dưới phần bình luận. Video này được biên tập và dàn dựng bởi đội ngũ QS News Khí tài quân sự. Nếu các bạn thấy nội dung hay, bổ ích thì đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo nhé! Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.